sắp bên hiên nhà mà có những cái quả sơ ri như thế này buổi trưa trưa các bạn. Mấy em nhỏ hay lại hái nè các bạn ơi, hái sơ ri rồi chấm muối ớt chấm ăn buổi trưa. Buổi trưa mà những ngày chủ nhật hoặc những ngày hè các bạn, trẻ con hay đi đến đây nó hái những cái quả sơ ri chín độ mọng này, nó chấm muối ớt để ăn luôn các bạn. Rồi đó là những chia sẻ của mình về hình ảnh của cây sơ ri dáng đẹp và có những cái quả đỏ mọng. Các bạn thưởng thức video thấy thú vị hãy ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.